Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ báo giá dòng xe Way Alpha 2023 cho các bạn đây. Hôm nay thì xe đã về tới cửa hàng rồi và cũng cho các bạn xem thử là cái bộ tem này với bộ tem cũ thì các bạn đánh giá là bộ tem nào đẹp nha. Đấy, đọc clip thì lúc nào mình cũng sẽ báo giá cho tất cả các bạn và báo cái địa chỉ cửa hàng. Nên là khi mình báo giá xong, mong là các bạn ở lại xem một tí xíu với mình để ủng hộ mình ha các bạn. Chứ coi giá xong các bạn đi ra mất tiêu, các bạn không coi ủng hộ mình rất là buồn luôn. Rất là buồn, đấy, rất là tội nhỏ, dầm mưa dãy nắng đi xuống đây một tiếng đồng hồ để quay phim cho các bạn mà các bạn không xem. Này, rồi thì đối với dòng xe Way Alpha 2023 các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay đổi cho các bạn một cái bộ tem mà từ màu vàng thành màu xanh. Màu xanh này á, cảm giác mình nhìn nó giống như kiểu mà neon nha các bạn ha, kiểu như là candy á. Nhìn nói chung là nhìn màu trắng mà lên xe lên tem màu gì là cũng đẹp hết. Nhưng mà cá nhân của mình thì mình thấy à, nếu như là màu tem màu vàng đồng như thế này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình cực kỳ thích cái bộ tem này, màu vàng đồng này mà lên cái mâm màu vàng đồng nữa, hay lên cặp phục màu bạc hay màu vàng đồng á, thì nó nhìn rất là đẹp, cái xe rất là hài hòa luôn. Rồi ở dưới đây thì mình sẽ có một cái bộ tem đây, 13 năm rồi thì vẫn một bộ tem như thế này các bạn. Nào đã ra một bộ tem gì mà ủa đâu quên nhập tâm mà bị sai dai các bạn, 13 năm rồi nhưng mà vẫn một cục máy. Và tem á thì cứ mỗi năm thay đổi tem chút xíu thì gọi là phiên bản mới, cứ như vậy mà bình mới thì rượu cũ, chả hiểu kiểu gì đấy. Rồi nói chung là tem cũng không có gì để nói, họ thật sự nhìn xe cũng không biết gì để nói gì luôn á không có gì để nói luôn các bạn ha. Rồi xuống dưới đây cho các bạn xem bộ tem ở đây, đây là phiên bản cũ ha. Cá nhân mình thấy mình vẫn thích bộ tem này hơn rất là nhiều so với phiên bản mới, tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người nha. Đây là cái ý kiến riêng của mình, còn các bạn thấy ý kiến như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết. Và cái mặt đồng hồ thì vẫn là cái chi tiết và họa tiết mặt đồng hồ y như cũ luôn các bạn, nó cũng không có khác luôn các bạn. Đấy, các bạn phải xem ha. Rồi cái con tem á, mà màu vàng đồng thì khi mà các bạn thấy nó lên với cái con màu đen nè thì nó làm cho chiếc xe rất là nổi. Màu trắng lên tem vàng đồng cũng đẹp, màu xanh đậm lên tem vàng đồng cũng đẹp, mà màu đen lên tem vàng đồng cũng đẹp luôn. Đấy các bạn thấy nha. Rồi còn bên đây thì các bạn thấy chưa, nếu như mà là một chiếc xe màu tem vàng đồng thì mình lên cái phuộc màu vàng thì nó sẽ đẹp đúng không, sẽ khớp, sẽ đẹp. Nhưng mà con này mà tem màu xanh thì mình lên cái này thì nhìn nó hơi chớt chút xíu các bạn ha, nhìn nó hơi chớt chớt màu với nhau tí xíu. Nói chung là cái này là những bạn nào mà mua xe về kiểu như là thích độ xe, thích đi chơi phượt nọ kiểu á, thích chơi xe thích độ á, thì các bạn sẽ chú ý vào phần tem rất là nhiều. Nhưng mà thường mua về chắc mấy ông cũng gỡ tem hết trơn, ông sơn ông dán tùm lum Racing Boy này nọ kiểu đầy rồi. Đấy, và bây giờ báo giá cho các bạn nha. Thì hiện tại giá dòng xe Way Alpha phiên bản 2022, 2021, 2022, 2020, 2010 mấy trở về đó, nói chung tới giờ luôn á, thì bây giờ giá của nó thì là 19,5 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi, nhưng mà chưa có lăn bánh. Trả góp thì các bạn chỉ cần đưa trước cho mình khoảng tầm 2 triệu là các bạn có thể lấy xe về được. Và hứa với các bạn là sẽ có một mức lãi cực kỳ ưu đãi cho các bạn luôn. Còn nếu mà 50% tổng giá trị chiếc xe thì các bạn sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về, nhưng mức lãi nó sẽ hơi nhỉnh hơn một tí xíu, tại vì á mình đã được lấy cái cà vẹt gốc rồi thì chiếc xe coi như là của mình luôn rồi, mà mình vẫn nợ người ta nên là người ta phải lấy lãi hơn cao một xíu. Và nhiều bạn hỏi là tiền bảo hiểm gọi là bảo hiểm gì mình quên, mình mất tiêu ta, bảo hiểm gì đó, nói là bảo hiểm gì đó. Nhưng mà mấy bạn nói tại sao phải đóng cái tiền bảo hiểm đó, tại vì các bạn biết sao không? Các bạn mua một chiếc xe là các bạn chỉ đưa cho người ta cái thông tin của các bạn rồi giấy tờ các bạn đem về hết luôn, xe các bạn cũng lấy đi, người ta chỉ nắm trong tay của các bạn là bảo hiểm rủi ro thì nắm trong tay chỉ thông tin của các bạn thôi, còn lại thì các bạn gom tiền gom xe của người ta thì nó kiểu thì người ta phải có bảo hiểm rủi ro đó, nên là người ta phải đóng một ít tiền bảo hiểm rủi ro cho bên ngân hàng tài chính không phải bên cửa hàng mình nha. Đấy, nhiều bạn cứ nghĩ là mình mua 50% xong cái mình mua được chiếc xe rồi, mình có xe rồi, có cà vẹt rồi, thì bây giờ mình quịch không trả cũng được, thì xử luôn cũng được, nhưng mà hơi phiền xíu là người ta tìm mình thì nhiều. Thứ hai nữa là các bạn sẽ bị trong danh sách đen nợ xấu, là sau này mà các bạn lớn trưởng thành rồi á, các bạn mua miếng đất, muốn mua cái ngôi nhà, muốn mua cái điện thoại đơn giản thôi, hoặc muốn mua cái tivi trả góp thôi cũng không mua được luôn, tại vì các bạn đã nằm trong danh sách đen rồi thì không bao giờ mua được trả góp nữa. Và đi vay này nọ cũng rất là khó luôn, nó liên kết suốt cuộc đời các bạn luôn ăn. Nên là các bạn lưu ý cho mình vấn đề đó ha. Mua xe
thì phải trả cho uy tín đàng hoàng, lần sau thì mình mua những thứ khác trả góp này nọ thì còn ok hơn đấy. Rồi thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe Way Alpha 2023. Bạn nào đang sử dụng dòng xe Way Alpha này có cảm nhận gì về nó thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết. Và các bạn, nếu mà các bạn nha, thì các bạn thấy được là Way Alpha 2023, cái tem này với cái tem 2022 phiên bản trước màu vàng đồng á, thì cái tem nào nó đẹp hơn, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.